một người thì ngẩng đầu với tình yêu thương giữa hai bà cháu. Chuyện có cổ 24/7 do nhà xuất bản Văn phòng sản xuất. Và sau đây là nội dung của câu chuyện. Ngày xưa có một cậu bé tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, Tích Chu ở với bà. Hàng ngày bà phải làm việc quá vất để kiếm tiền nuôi Tích Chu. Có ăn gì ngon bà cũng nhớ Tích Chu cả. Ban đêm khi Tích Chu ngủ thì bà thức để quả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bé Thiên Chủ đã mang lại bài học giáo dục sâu sắc. Bây giờ chúng ta phải biết yêu thương mọi người trong gia đình, những người cũng có nuôi nấng mình thương lớn. Bên cạnh đó, bé Thiên Chủ cũng cho chúng ta thấy được sức mạnh của tình yêu gia đình. Nhờ tình yêu thương đã giúp cho Thiên Chủ vượt mọi khó khăn. Cứ vào trong cuộc sống hiện đại ngày nay cũng ông bảo chúng ta đứng vào một đời vì con, vì cháu của chúng ta là phải vất gần gũi yêu thương. Cười niềm vui và hạnh phúc, nếu vỡ tương gia đình ấm áp trong đầy tiếng cười sẽ là điều thuốc bổ để ông bà có thể sống lâu trăm tuổi cùng với sự thành công của con cháu. Chúng ta ở đây cùng nhau suy ngẫm, cùng nhau nhớ về công ơn của xã hội. Gia đình hạnh phúc sẽ tạo động lực chuyển của xã hội, đất nước. Phần dự thi theo sách của chương tiểu đây là kết thúc. Kính chúc biểu quý bậc và tiếp tục chương trình sẽ đến với phần dự thi của trường tiểu học Văn Hòa B.